Rồi tới mùa trung thu rồi bà con, đủ loại hết nha. Ai có nhu cầu lên tiệm bếp Flash Lawn Bayern. Ai đã xem kênh của em rồi biết tiệm bếp đâu rồi. Đây đủ loại hết nha. Mở đây để mở cho bà con xem. Nè, một hộp vậy là 2, 4, 6, 7, 8 cái. Hàng đến từ Hồng Kông. Nhân tiện quảng cáo luôn. Quá trời. Gần tới mùa trung thu rồi. Đu đủ phai môn, phai củ khoai, phai lan, phai môn, chanh, gừng, đủ loại. Đây tiệm bếp nè. Hot sauces 250 Flash Lawn Bayern. Đang đứng trên tiệm bếp. Đó, nhỏ con gái em nó lựa được một nồi luôn rồi nè. Bánh trái đủ thứ hết. Nào, em mua cái bánh bía xoài với cái bía sầu riêng. Đây trái cây Việt Nam, bòn bon, táo, mua thêm dĩa bòn bon nữa. Rồi em ăn măng cục chôm chôm 139 đồng một ký, chuối chuối xứ 159 đồng. Có sầu riêng nữa, sầu riêng hộp 229 đồng hộp. Đủ thứ đồ ăn chơi nha. Đây bánh đây này khô mực chị tình lum cả la nè. Khô ba chỉ gì, khô đuối, khô cá thiều, mực. Em gặp mấy khô này em mê lắm. Mua cái ăn thử nè bà con. 49 đồng, 49 đồng cái. Đây là đồ ăn chơi của Hàn Quốc nè. Nè trái này cũng ngon lắm nè. Trái nó mứt à. Bánh trung thu em được bà chủ tài trợ cho cái bánh này ăn thử. Thử ăn đi chị. Đây là Dream Store F1. Hồng Kông hết chị. Em không bán được. Đủ loại hả? Em còn nữa nhưng mà giờ gấp. Thì em sẽ thử trước cái này. Đậu chắc nhìn đậu xanh nó vậy. Ăn tại tiệm bếp luôn nha bà con. Nghe mùi sầu riêng nè. Thơm, dẻo, tan chảy. Ngon. Ngon. Khó diễn tả quá. Mà con lên mua ăn thử đi. Em khó diễn tả mà ngon, thơm. Ăn miếng, muốn ăn miếng thứ hai. Con gái em nè.
không? Giờ em thử cái màu hồng. Ui, có mứt ở trong nè ha. Nè, nè. Cái này là bánh màu hồng. Nhân đậu xanh luôn nha. Đậu xanh luôn. À, ngon. Ngon quá. Hơi tả quá. Như cái nó làm không có cái độ mà bị đông đặc, bị cứng lại, nó mịn hết, ăn vô nó mịn, nó mềm mềm, nó mịn, ngon quá. Đó. Lên tiệc tiếp. Còn giờ em thử cái kế bên, không biết giống không, tại vì cũng màu hồng luôn. Vô ăn không ngừng nghỉ luôn. Cái này nghe mùi không? Mùi gì ta? Mùi hoa hồng. Mùi hoa hồng. Đậu ha. Mùi hoa hồng. Sao mùi hoa hồng ghê. Giờ em thử cái này. Cái này nó có nhiều loại lắm nha. Ở đây có nhiều loại lắm bà con. Tha hồ mà lên lựa nha. Em không có giới thiệu hết, em chỉ giới thiệu 4 cái thôi. Này nghe mùi trứng, thơm mùi trứng, trứng cũng có đậu xanh, cũng mịn, có mùi mật ong nữa, mật ong, ngon quá, thơm quá. Đó nhiều mặt hàng tha hồ lựa nha bà con, ăn chơi là đủ bánh bí à. Đây là thời gian mở cửa của tiệm nè bà con. Thứ hai tới 6, 10 giờ tới 8 giờ. Thứ bảy 10 giờ tới 6 giờ. Chủ nhật là 12 giờ tới 17 giờ. Có số điện thoại nè, liên lạc luôn nha. Đó, em cũng mua đựng bịch trà đá luôn. Mua cái này xong rồi bây giờ em sẽ thử cái cây này như thế nào. Hẹp quá. Quá trời. Vô thử cây đầu tiên xem không, nhìn thấy hấp dẫn quá. Nè mắm, nè nước mắm, có diễn tả. Này còn diễn mất chắc bằng giống mì căng ha, vậy ha, bánh mì ta chiên mắm này ăn cho trơ à. Ăn vậy hết, dứt bia vô lấy bia uống trắng cả bia. Okay.